Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm đồng hành cùng Sở Công Thương và các địa phương trong tỉnh tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, tối hôm qua ngày 20 tháng 5 tại nhà thiếu nhi huyện Tri Tôn, Sở Công Thương tỉnh An Giang phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn và doanh nghiệp Tứ Sơn Châu Đốc tổ chức khai mạc phiên chợ tự hào hàng Việt năm 2017. Đây là phiên chợ thứ hai được đơn vị tổ chức trong năm 2017. Mặc dù đây là lần thứ 5 phiên chợ hàng Việt về nông thôn được tổ chức tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, nhưng không khí tham quan mua sắm của bà con từ các xã trên địa bàn huyện vẫn luôn nhộn nhịp và đông đúc. Ngay trước giờ khai mạc, các gian hàng tại phiên chợ đã hoạt động và lượng khách đến mua sắm tăng cao hơn trước đây. Với người dân vùng nông thôn, phiên chợ là dịp để tham quan và mua sắm hàng Việt, vừa có giá cả hợp lý lại an tâm về chất lượng. Thì em cũng thích lắm, lần nào em cũng lên em mua hàng, chứ mua rất là nhiều. Thì thấy hàng quá đây thì cũng đa dạng, nhiều mặt hàng lắm. Thấy bà con mình là thích mua những mặt hàng đây lắm, nó có chất lượng với lại giá cả cũng ổn định. Là mọi người là có cái dịp để mà vui chơi nữa, mua sắm vui chơi, ăn uống rồi thoải mái lắm. Với chủ đề Tự hào hàng Việt Nam năm 2017, phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Tri Tôn lần này giới thiệu trưng bày phục vụ người tiêu dùng hơn 6.000 mặt hàng sinh hoạt, hàng gia dụng, mỹ phẩm của hơn 100 nhà sản xuất trong nước. Phiên chợ được xem là hoạt động kích thích người tiêu dùng ở nông thôn có cơ hội sử dụng hàng Việt với chất lượng đảm bảo, giá cả hợp lý, ổn định, đồng thời tạo thêm kênh thông tin để nhà sản xuất trong nước chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, hạ giá thành phù hợp với thu nhập của người dân vùng nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động. Đối với tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, đặc biệt là vùng sâu như ở cái huyện Tri Tôn này thì sẽ tiếp cận hàng Việt, sẽ tiếp cận với người dân, đặc biệt là người dân Khmer. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng hàng Việt, đồng thời cũng góp phần nâng cao chất lượng của cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là người Việt chúng ta sử dụng hàng Việt, nó còn mang một cái tính tự hào, tự tôn dân tộc. Và nếu người Việt Nam sản xuất được nhiều hàng phục vụ cho người Việt thì cái nền kinh tế phát triển chung của xã hội nó sẽ được đi lên. Thì chính nhận thức về cái điều này thì đối với siêu thị Tứ Sơn thì đã gần 5 năm xem cái việc mà đem hàng Việt về cho đến tận tất cả các vùng ở trong tỉnh An Giang là cái trách nhiệm mà mình cần phải làm. Phiên chợ tự hào hàng Việt Nam do siêu thị Tứ Sơn tổ chức tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh từ năm 2014. Đây là hoạt động quảng bá kết nối cung cầu với nhà sản xuất và người dân nông thôn một cách hiệu quả và nhiều ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức và thói quen sử dụng hàng Việt của người dân nông thôn. Đến nay, hoạt động này đã đi vào chiều sâu và trở thành niềm mong mỏi của đông đảo khách hàng ở các vùng nông thôn xa. Năm 2017, siêu thị Tứ Sơn tiếp tục thực hiện nhiều phiên chợ tự hào hàng Việt tại các huyện thị trong tỉnh với quy mô phong cách chuyên nghiệp hơn. Đối với thời gian tới thì đây tôi cũng xin nói là vào khoảng quý 1 đầu năm thì siêu thị Tứ Sơn sẽ lên cái kế hoạch và có sự phối hợp chặt với Sở Công Thương An Giang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để mà có sự phối hợp với nhau để mà thực hiện kế hoạch cho cả năm. Có nghĩa là nơi nào mà cho dù là vùng sâu, vùng xa trong tỉnh An Giang thì trách nhiệm tôi nghĩ là siêu thị Tứ Sơn sẽ đến để đem hàng Việt đến cho bà con. Trong lễ khai mạc, doanh nghiệp tư nhân Tứ Sơn đã trao tặng 40 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó các xã Núi Tô, Châu Lăng và thị trấn Tri Tôn, gồm mì gói, các thực phẩm thiết yếu. Phiên chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 23 tháng 5. Bên cạnh các hoạt động giới thiệu trưng bày phục vụ người tiêu dùng mua sắm hàng Việt có giá bán thấp và ngang bằng thành thị, người dân còn được tham gia các chương trình khuyến mãi như tham gia dòng may mắn, mua hàng có quà tặng, thưởng thức các chương trình văn nghệ. Song song đó, ban tổ chức cũng tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại có liên quan của doanh nghiệp, góp phần tạo không khí mua sắm của người dân thêm hấp dẫn, sôi động tại phiên chợ.